Thưa quý vị, mỗi vụ cháy nổ xảy ra chắc chắn sẽ để lại những hậu quả về tài sản, sức khỏe, tính mạng con người. Thực tế, những năm qua, nhiều vụ cháy đã cướp đi mạng sống của nhiều người, nhiều tài sản có giá trị cũng bị thiêu rụi. Với quyết tâm kéo giảm số vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai nhiều biện pháp công tác, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra, đồng thời sẵn sàng lực lượng và phương tiện để kịp thời xử lý vụ việc liên quan đến cháy nổ ngay từ ban đầu. Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, 10 tháng đầu năm nay, số vụ cháy trên địa bàn được kéo giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019, không có thiệt hại về người. Kho cảng K2, một trong những cơ sở kinh doanh xăng dầu lớn nhất tại địa bàn tỉnh. Đây là những mặt hàng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Và nếu để xảy ra sự cố về cháy nổ ở đây thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và sự ổn định phát triển kinh tế xã hội nói chung. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh luôn quan tâm kiểm tra công tác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp, hướng dẫn tuyên truyền để cán bộ công nhân viên nắm vững kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng chống cháy nổ, đồng thời tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nâng cao ý thức phòng ngừa, có kỹ năng xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Từ lãnh đạo công ty và có các cái quy định của nhà nước, của công an phòng cháy chữa cháy là kho K2 chấp hành nghiêm công tác về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo kho cảng an toàn về mọi mặt. Nhân viên, khách hàng và làm việc trong kho đều phải thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy và các cái trang bị về phương tiện phòng cháy chữa cháy được công ty trang bị đầy đủ ở khắp trong toàn kho cảng. Kho có hệ thống công nghệ phòng cháy chữa cháy, hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy đảm bảo luôn hoạt động tốt, luôn luôn kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng. Cán bộ công nhân viên trong kho đều được đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và được hướng dẫn thường xuyên. Với hơn 4.000 cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh khí, điện, đạm, các mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ, hóa lỏng, 15 khu công nghiệp, 75 chợ, trung tâm thương mại, 45 tòa nhà cao tầng là các chung cư, khách sạn, bệnh viện, 32 khu dân cư nằm trong diện có nguy cơ cháy nổ cao. Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy đối với sự phát triển kinh tế xã hội, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và công an các địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn để doanh nghiệp, người dân yên tâm sản xuất, sinh sống. Lãnh đạo phòng đã tham mưu cho ban đốc công an tỉnh, tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh ra chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy cháy trên địa bàn tỉnh xuyên suốt cả năm 2020. Song song với đó, thực hiện cái chỉ đạo của Cục Cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lực lượng phòng cháy cháy đã triển khai nhiều chuyên đề kiểm tra chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, chuyên đề về xăng dầu và các cái chuyên đề khác, kiểm tra các cái trụ nước, các cái bến lấy nước, các cái hồ ao lấy nước, đổi mới các cái biện pháp, phương pháp tuyên truyền đến người dân. Trong năm 2020 thì chúng tôi đã triển khai tổ chức được nhiều hội thao, nhiều lớp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân là tham gia công tác phòng cháy cháy. Vì vậy năm 2020 đến giờ phút này thì số vụ cháy là giảm sâu. Tại các tòa nhà cao tầng, trung tâm buôn bán, giải trí, tập trung đông người, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp trong việc nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, vận hành các thiết bị chữa cháy, cứu hộ cứu nạn để lực lượng chữa cháy cơ sở kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Luôn có các bộ phận về an ninh và kỹ thuật đi kiểm tra hàng ngày cũng như định kỳ hàng tuần, hàng tháng về các thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời thì ở phía trên văn phòng tổng của bên siêu thị Lotte Mart và bên đội ngũ kỹ thuật của Hàn Quốc cũng qua kiểm tra về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra thì bên siêu thị cũng có tổ chức các cái buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy
hàng tuần, hàng tháng cho các nhân viên của Lotte Mart phối hợp với cùng cơ quan chức năng là bên công an phòng cháy chữa cháy của địa phương để mà cùng diễn tập cũng như là huấn luyện để cái về cái ý thức an toàn phòng cháy chữa cháy ngày càng nâng cao hơn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách cũng như là nhân viên khi làm việc tại Lotte Mart Vũng Tàu. Tại các khu dân cư, các trường học, thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng cháy đến các tầng lớp nhân dân. Tại các buổi tuyên truyền, các tuyên truyền viên đã phân tích những hậu quả do cháy nổ gây ra, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, đồng thời trang bị những kỹ năng cơ bản để người dân kịp thời xử lý các sự cố về cháy nổ ngay từ ban đầu. Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền tại các trường học cho các giáo viên, học sinh và các khu dân cư cách sử dụng các trang bị phương tiện. Thì chúng tôi là hướng dẫn là sử dụng là bình chữa cháy cầm tay, cách dập tắt đám cháy khi có sự cố xảy ra. Người dân nâng cao được ý thức trong quá trình mà sử dụng tại gia đình và tiến hành là xử lý kịp thời, không để cho cháy lan, cháy lớn, cháy rộng, gây thiệt hại về tài sản cũng như là tính mạng của con người, của người dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Xuyên suốt quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng cháy chữa cháy. Để giảm thiệt hại do cháy xảy ra, giảm cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, thì ngoài cái chức năng quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với các cái chủ doanh nghiệp, công ty, thì lực lượng phòng cháy hướng dẫn cho đội phòng cháy cơ sở chuyên ngành và lực lượng dân phòng từ kiểm tra về phòng cháy cháy để kịp thời phát hiện các cái thiếu sót, sơ hở, khắc phục. Thứ hai, chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện để sử dụng thân đào các cái trang thiết bị được trang cấp tại cơ sở. Vì vậy đó, cho nên là số vụ cháy mà xảy ra là được lực lượng cơ sở và dân phòng rồi các cái lực lượng khác người ta dập ngay từ đầu. Vì vậy mà số vụ cháy trong năm 2020 giảm rất là sâu. Bằng việc chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác phòng ngừa, nhanh chóng có mặt để giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh và sự phối hợp, hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp và các ngành chức năng trong 10 tháng đầu năm nay. Trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các vụ nổ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 10 vụ, kịp thời cứu sống 7 người. Số vụ cháy lớn giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận. Số vụ cháy được kéo giảm cũng đồng nghĩa là giảm được thiệt hại về người, tài sản của người dân, của doanh nghiệp và của xã hội.